Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ khoa học. Hôm nay, cô hướng dẫn các con làm một đề kiểm tra môn khoa học cuối học kỳ 1 để các con củng cố và ôn lại kiến thức. Đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Đề kiểm tra môn khoa học cuối học kỳ 1 lớp 4. Đề bài chúng ta có hai phần, phần 1 là phần trắc nghiệm, phần 2 là phần tự luận. Chúng ta làm phần 1 trắc nghiệm. Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời em cho là đúng nhất. Câu 1. Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? A. Không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp. B. Thức ăn. C. Nước uống. D. Tất cả các ý trên. Như mọi sinh vật khác thì con người không thể sống thiếu oxy quá 3 đến 4 phút và không thể nhịn uống nước ấy, trong 3 đến 4 ngày và cũng không thể nhịn ăn trong từ 28 đến 30 ngày. Như vậy con người cần không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp để duy trì sự sống của mình. Vậy câu trả lời đúng nhất đó là câu D, phải không? Tất cả các ý trên đấy, gồm A, không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp, B, thức ăn và C là nước uống đấy, tất cả các ý trên đó là đáp án D. Ta khoanh tròn chữ cái D. Câu 2. Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là A. Quá trình trao đổi chất, B. Quá trình hô hấp, C. Quá trình tiêu hóa. Trong quá trình sống thì con người lấy thức ăn, lấy nước, rồi là không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất. Và quá trình trao đổi chất, con người và thực vật, con người, thực vật và động vật có trao đổi chất với môi trường thì mới duy trì được sự sống. Như vậy, câu đáp án đúng nhất đó là A, quá trình trao đổi chất. Ta khoanh tròn chữ cái A. Tiếp tục, ta sang câu 3. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. Ở đây câu 3 có vế bên trái và vế bên phải. Phải không? Ở bên trái, 1. Thiếu chất đạm. 2. Thiếu vitamin A. 3. Thiếu iốt. 4. Thiếu vitamin D. Ở vế bên phải có các ý sau: A. Mắt nhìn kém có thể dẫn đến bị mù lòa. B. Bị còi xương. C. Bị suy dinh dưỡng. D. Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là nối một ý ở bên trái và một ý ở bên phải, phải không? Nối một với A, B, C hoặc D. Tiếp tục tương tự như vậy, 2, 3, 4 cũng vậy. Đầu tiên, chúng ta làm ý 1. A1, thiếu chất đạm. Thiếu chất đạm thì chất đạm đã giúp cho xây dựng cho cơ thể đổi mới, tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị hủy hoại trong cái hoạt động sống của con người. Vậy thì thiếu chất đạm sẽ gây ra gì nhỉ? Bị suy dinh dưỡng, phải không? Cơ thể bị suy dinh dưỡng. Như vậy chúng ta nối 1 với C. Tiếp, câu 2. Thiếu vitamin A. Thiếu vitamin A thì làm cho mắt nhìn kém và có thể dẫn tới mù lòa. Vitamin A thì thường có ở những thực phẩm hoặc là hoa quả có màu đỏ, ví dụ như là quả cà chua, củ cà rốt hoặc là quả đu đủ. Đấy, hoặc thực phẩm màu đỏ. Đấy, cũng thế, như vậy phải không? Như vậy là thiếu vitamin A, mắt nhìn kém có thể dẫn đến bị mù lòa. Đó là ý 2, chúng ta nối với A. Câu C, câu 3. Thiếu iốt.
thiếu iốt thì sẽ dẫn đến gì nhỉ? Chúng ta thấy là cơ thể của chúng ta chỉ cần một lượng iốt rất nhỏ, nếu mà thiếu iốt thì cơ thể sẽ kém phát triển cả về thể lực và trí tuệ. Vì vậy, chúng ta nên dùng muối có bổ sung iốt, nhưng mà chúng ta phải cần hạn chế ăn mặn để tránh bị huyết áp cao. Như vậy thì thiếu iốt thì chúng ta gì nhỉ? Dẫn đến cơ thể chúng ta bị chậm phát triển, kém thông minh và có thể bị biếu cổ. Đó chính là ý D, phải không? Chúng ta nối 3 với D. Ý cuối cùng, 4. Thiếu vitamin D. Thiếu vitamin D thì cơ thể chúng ta sẽ bị còi xương, đúng không? Đấy, chúng ta thấy là có một số em bé là tuy rằng nhìn rất là bụ bẫm, nhưng mà đi khám bác sĩ vẫn bảo bị còi xương. Đấy, đó là cơ thể em bé bị thiếu vitamin D. Nếu mà phát hiện trẻ bị các bệnh do thiếu chất dinh dưỡng, vitamin D đấy, thì phải điều chỉnh thức ăn cho hợp lý và nên đưa trẻ đến bệnh viện để khám và chữa trị. Như vậy, ý 4 chúng ta nối với B. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong câu 3. Bây giờ chúng ta chuyển câu 4. Nước có thể tồn tại ở những thể nào? A. Thể lỏng. B. Thể rắn. C. Thể khí. D. Thể lỏng. Thể khí. Thể rắn. Nước có thể tồn tại ở thể lỏng, thể khí, tức là thể hơi đấy, và thể rắn. Nước ở thể lỏng và thể khí thì không có hình dạng nhất định. Nếu mà nước ở thể rắn, tức là người ta đóng để nhiệt độ thấp ấy, thành nước đá ấy, thì có hình dạng nhất định. Đấy, như vậy, nước có thể tồn tại ở những gì? Thể lỏng, thể khí và thể rắn. Đấy, đó là đáp án D. Chúng ta khoanh tròn chữ cái D. Câu 5. Câu 5. Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau? A. Hòa tan một số chất. B. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. C. Có hình dạng xác định. D. Không thể bị nén. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm những cái điểm có những cái tính chất giống nhau của nước và không khí. Trước khi chúng ta tìm được cái tính chất giống nhau của hai chất này thì chúng ta phải tìm hiểu. Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị và không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ trên cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan được một số chất. Thế còn không khí thì trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Không khí có thể bị nén lại và giãn ra. Đấy, thì từ những cái tính chất của nước và không khí mà cô giáo vừa nhắc lại thì chúng ta rút được ra cái tính chất chung của nước và không khí là gì nhỉ? Là không màu, không mùi, không vị và không có hình dạng nhất định. Đó chính là đáp án B. Chúng ta khoanh tròn chữ cái B. Câu 6. Những trường hợp nào sau đây không phải là nguyên nhân làm ô nhiễm không khí? A. Xả phân nước thải bừa bãi. B. Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu. C. Khai thác sử dụng năng lượng mặt trời, gió thay cho dùng than củi, cho dùng than, củi. D. Khói từ nhà máy. Đấy, chúng ta thấy là tất cả 4 trường hợp mà chúng ta vừa nêu ra, phải không? Thì cái trường hợp mà không gây ra làm ô nhiễm không khí đó là khai thác sử dụng năng lượng mặt trời, gió thay cho dùng than củi. Bởi vì năng lượng mặt trời là năng lượng tự nhiên và gió cũng là năng lượng tự nhiên, là gió là tự nhiên, phải không? Cho nên là những trường hợp mà không gây ra ô nhiễm môi trường không khí đó là khai thác sử dụng năng lượng mặt trời, gió thay cho dùng than củi. Đó là đáp án C, chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Như vậy vừa rồi chúng ta đã làm xong phần 1, phần trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2, đó là phần tự luận.
Phần tự luận. Câu 7. Chọn các từ thích hợp mưa, ngưng tụ, đám mây, hạt nước vào chỗ chấm. Hơi nước bay lên cao, phẩy gặp lạnh, chấm chấm, thành những chấm chấm rất nhỏ, phẩy, tạo nên các chấm chấm, chấm. Các giọt nước có trong đám mây rơi xuống đất tạo thành chấm chấm. Như vậy chúng ta sẽ chọn 4 từ mưa, ngưng tụ, đám mây và hạt nước để chúng ta sẽ chọn, chúng ta viết vào chỗ chấm sao cho thích hợp. Hơi nước bay lên cao gặp lạnh thì ngưng tụ đấy, thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây, các giọt nước có trong đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa. Đó là các đáp án chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm. Hơi nước bay lên cao gặp lạnh, chỗ chấm thứ nhất chúng ta điền từ ngưng tụ. Ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ. Từ tiếp theo là từ hạt nước. Tạo nên các đám mây. Từ thứ ba là từ đám mây. Các giọt nước có trong đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa. Đấy, như vậy từ cuối cùng là chúng ta điền tiếng mưa. Hơi nước bay lên cao gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ tạo nên các đám mây. Các giọt nước có trong đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa. Tiếp tục chúng ta chuyển câu 8. Em hiểu thế nào là thực phẩm sạch và an toàn? Thực phẩm sạch và an toàn là những thực phẩm giữ được chất dinh dưỡng, được nuôi trồng, bảo quản và chế biến hợp vệ sinh, không bị nhiễm khuẩn, không bị nhiễm hóa chất, không gây ngộ độc hoặc gây hại lâu dài cho sức khỏe của con người. Như vậy chúng ta sẽ điền thực phẩm sạch là và an toàn là thực phẩm sạch và an toàn là thực phẩm giữ được chất dinh dưỡng, được nuôi trồng và bảo quản, và chế biến hợp vệ sinh, không bị nhiễm khuẩn, rồi là không bị nhiễm hóa chất, không gây ngộ độc hoặc là gây hại lâu dài gây hại lâu dài cho sức khỏe người sử dụng.
Đấy, đó là câu 8. Em hiểu thế nào là thực phẩm sạch và an toàn? Bây giờ chúng ta chuyển câu 9. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch? À, chúng ta thấy là bây giờ là môi trường, không khí rất là bị ô nhiễm. Như vậy chúng ta có những cái biện pháp để bảo vệ bầu không khí khí trong sạch. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cách chống ô nhiễm không khí như là thu gom và xử lý phân, rác thải hợp lý, giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ, ví dụ như là xe máy, ô tô, tàu vân vân, rồi của nhà máy, rồi giảm bụi, khói, đun bếp, rồi bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh. Đó là những cái biện pháp để chúng ta bảo vệ bầu không khí trong sạch. Chúng ta có thể sử dụng một số cách chống ô nhiễm. Ô nhiễm không khí. Như thu gom và xử lý phân, này, rồi là rác hợp lý, giảm lượng khí thải đấy, giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ. Và của nhà máy. Giảm bụi, khói. Giảm bụi và khói đun bếp. Rồi là bảo vệ rừng. Và trồng nhiều cây xanh. Đấy, chúng ta có thể sử dụng một số cách chống ô nhiễm không khí như là thu gom và xử lý phân, rác hợp lý, giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ và của nhà máy, giảm bụi khói đun bếp, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh. Tiếp tục, chúng ta làm câu 10. Ở trường học, em phải làm gì để phòng chống dịch COVID-19? Từ cuối năm 2019, đầu năm 2020, thì trên thế giới xuất hiện dịch bệnh COVID-19, trong đó có cả nước Việt Nam chúng ta. Bệnh COVID-19 là bệnh viêm đường hô hấp truyền nhiễm từ người sang người. Hiện giờ dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi 1,5 triệu người và hơn 69 triệu người bị nhiễm. Và dịch bệnh đang diễn biến rất là nghiêm trọng và nguy hiểm. Dịch bệnh COVID chưa có trong chương trình môn khoa học lớp 4, nhưng ở bài kiểm tra này cô vẫn đưa vào một câu hỏi để kiểm tra các em còn nhớ cách phòng chống bệnh COVID ở trong trường học không.
Bởi vì những biện pháp này đã được phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền rất là nhiều. Và thực tế thì các em cũng đã thực hiện ở gia đình, cộng đồng và trong trường học ở những cái tháng trong năm 2020. Mà thực tế là chúng ta cũng đã nghỉ học một thời gian để phòng chống dịch COVID. Như vậy, các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 tại trường học là: thứ nhất là chúng ta đeo khẩu trang thường xuyên đúng cách trên đường và khi về nhà, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, hoặc là khi thấy tay bẩn, hoặc là khi cần thiết. Đo nhiệt độ theo dõi sức khỏe trước khi đến trường và không đến trường nếu bản thân có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Như vậy là các biện pháp để phòng chống. Dịch COVID-19. Tại trường học là: nhất là đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên đến trường, khi đến trường và khi về nhà, và khi về nhà tiếp theo, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi đến trường và sau khi trở về nhà. Khi thấy tay bẩn, hoặc khi cần thiết, tiếp theo là đo nhiệt độ theo dõi sức khỏe trước khi đến trường rồi không đến trường nếu bản thân
nếu bản thân có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đấy, như vậy để phòng chống dịch COVID-19 thì có rất nhiều biện pháp phòng chống ở gia đình, ở cộng đồng và ở nhà trường. Cô giáo có một câu hỏi để các em nhớ lại các biện pháp phòng chống dịch COVID tại nhà trường Như vậy vừa rồi chúng ta đã làm xong đề kiểm tra môn khoa học cuối học kỳ 1 lớp 4. Cô chúc các con làm bài tốt trong kỳ thi tới. Cô chào các con.